nha. Thì để validate được cái đường dẫn với cái ảnh giao diện này này, đúng không? Ví dụ như là bắt buộc phải chọn hay là đuôi ảnh á, thì chúng ta có thể là sử dụng, có rất nhiều cách. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cách mới nữa, ví dụ như kiểu là search jQuery validate file extension. Như này. Đây rồi. Chúng ta thử một cái. Đây, extension. Thường file ảnh sẽ có đuôi là JPG này, PNG này, gì nữa, GIF này, gì nữa. Đuôi ảnh là gì nữa? Thôi vậy thôi đã. Như này đúng không? Xếp xuống thử cái nhá, xem có chạy không. Chúng ta chọn một cái file không phải là đuôi ảnh, từ từ reload đã. Đâu lưu thấy không, please enter a value with valid extension, chọn cái đuôi ảnh có đuôi là JPG. Tôi chẳng biết tôi có cái ảnh nào không nữa ấy. Desktop. Đây là PNG đây rồi. Thấy chưa? Không bỏ lỗi nữa. Đây tắt rồi. Thì đây, chúng ta sử dụng cái extension. Xong chưa? Xong chưa? Thì tiếp theo chúng ta sẽ viết những cái gọi là gì nhỉ? Gọi là message cho các cái tiêu chí của chúng mình. Thì ví dụ như name tôi đã biết rồi, đúng không? Thường thường mắc len người ta sẽ không để quá ngắn, người ta để là tầm khoảng 20. Slug, tiếp theo đến slug. Slug thì chúng ta chỉ có là require rồi, mới có require thì đúng không? Slack này, feature limit này. Rồi price. Này đúng không? Được chưa? Đây có mỗi cái phần extension thì sao là các bạn chưa biết thôi. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một phần nữa, đó là phần tạo ra những cái room riêng của mình. Thì đấy từ từ. Không theo kịp thì tôi đẩy cốt lên nhá.
Có về chỗ nhà cũng được. Giờ bây giờ tôi bấm lưu này. Lỗi bố rồi. Đây, vui lòng điền tên trò chơi này. Cái gì mà this field require này. Reload lại. Vui lòng nhập tên trò chơi này, vui lòng nhập đường dẫn này. Ảnh chưa có thì thôi, vui lòng nhập giá bán trò chơi. Mô tả thì không có. Đưa đây tôi nhỏ viết là -1, giá không được nhỏ hơn 0, đúng không? Rồi thì viết tên vào đây. Mà nhiều hơn 20 ký tự. Đấy nhá, độ dài không vượt quá. Chọn ảnh. Mà chọn cái đường dẫn là định dạng khác ảnh như file SQL thì không đúng định dạng ảnh. Đúng chưa? Cái này nó đang bị vỡ khung. Đây chúng ta tính sau. Bởi nó bị vỡ khung là do cái khung này này các bạn, cái khung này này. Cái trên dưới này là do JavaScript nó sinh ra chứ không phải là do CSS, cho nên là nó sẽ bị vỡ, cái này là chuyện bình thường. Cứ thông thả, tính xong. Đúng chưa? Ra lỗi như này chưa? Ai không kịp thì phải báo luôn lên để sửa. Not found, so like tiny MC gì đấy, gì đấy. Tiny MC gì đấy có. Tiny MC chưa có, thì cũng có, không trôi nó vào. Có ở đây chưa? Gì có cái file gì đâu, có thực hiện gì đâu. Đây có rồi đây. Gì có đi đâu. Có rồi mà, có cái gì đây. Syntax code.
nào so với price ngày mai nó không có giống khỏe trước này thế không khỏe đấy. Tóm lại cũng là file nào. Cũng là file nào đấy. Sửa cho file rồi. Xong hết chưa? Còn ai lỗi gì không? Lỗi mấy cái cầu gì hết? Lên lỗi xuống là sao? Lỗi gì hết? Lỗi này. Ôi dồi ôi. Chưa có những cái thư viện kia đâu cha có lỗi không tên thì một nó là Zikori Validate và viết còn là Zikori Validation nó trả sai đường dẫn thì giờ còn ai không? Mấy cái validate này thì bắt buộc phải học thôi, chẳng cách nào đâu. Được chưa nhỉ? Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Ở trong cái phần form này, ở trong form này chúng ta lưu ý thêm cho một cái thôi. Đó là chúng ta có thêm một cái thẻ input. Type bằng hidden. Có name bằng ID. Có value bằng echo của cái dollar model cho đến ID như này. Cái thằng này nó sẽ là cái thằng giúp chúng ta là dựa vào cái thằng này để biết được xem là cái form của chúng mình gửi lên server ấy, dùng để update hay dùng để delete, dùng để update hay dùng để add mới. Thêm cho tôi cái dòng này vào. Input hidden, các bạn lưu ý nhé, input hidden thì biết rồi, nó là một cái thẻ có thể truyền dữ liệu đi. Tuy nhiên nó không hiển thị trên màn hình thôi, nó là input dạng hidden. Được chưa? Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ xử lý tiếp. Sau khi submit lên, nếu mà bây giờ không còn lỗi gì thì cái form của tôi nó sẽ làm sao? Nếu trong trường hợp không có lỗi gì thì nó sẽ lưu vào trong DB đúng không? Đúng nhá. Thế bây giờ mình thử nhá. Hôm trước ở trong phần ground admin này mình sẽ có một thằng là games save đúng không? Đây thằng này đúng không? Tôi nhận thêm cái request vào đây là cái biến RQ này. Chúng ta lưu ý cho mình một cái, đó là cái request ở trong này này. Dùng nó như thế nào thì tôi không nhắc lại nữa.
làm nào để viết vào, tôi không nhắc lại nữa, cái này các bạn xem lại video hoặc xem lại sửa code, các bạn phải ưu nó ở trên này này, được chưa? Còn để dùng cái thằng này á thì như này, bất kỳ cái request dây lên server của các bạn là request dạng get hay dạng post, nó có tham số hay không chúng ta đều là có thể lấy được, được chưa? Gửi tham số lên, cứ gửi tham số lên là sử dụng cái thằng biến request này để lấy tham số gửi lên, được chưa? Cụ thể như này, nếu mà các bạn muốn đọc thư viện, muốn đọc tài liệu, các bạn vào đây laravel.com5.6/request. Đó. Đâu nhỉ? HTTP request này. Được chưa? Để sử dụng được cái request này thì chúng ta phải use illuminate HTTP request. Được chưa nhỉ? Ở hàm nào cần sử dụng đến cái request thì chúng ta sẽ sử dụng là request. Đây là cái tên class. Còn đây là cái biến để sử dụng request. Được chưa? Sau đó ở trong này cái thằng request nó có cái gì các bạn đây thấy này. Muốn lấy ra cái tham số có name là name thì chúng ta request trỏ đến input name. Được chưa? Ví dụ như này. Ở trong cái form của mình, các bạn quay lại cái form đi. Ở trong cái form của mình các bạn nhìn thấy cái input đầu tiên này, input time text đầu tiên này, nó có name bằng name đúng không? Đúng chưa? Bây giờ tôi ở trên phía server tôi muốn lấy ra cái giá trị của cái thằng name này thì tôi dùng như nào? Đây các bạn xem này. Tôi tiến hành return thử cái $RQ trỏ đến name. Thấy không? Cái RQ này là cái biến. Được chưa? Ở cái biến này này. Đây này. Đúng chưa? Tôi lấy ra cái giá trị của field có name bằng name thì như này. Test này. Ví dụ đây là tôi ngắt bớt đi. Lấy định dạng ảnh ra. Được chưa? Thử nhá. Lưu. Nó ngắn vậy. Còn thấy chưa? Lấy ra đúng cái gì tôi vừa viết đúng không? Bây giờ nếu tôi muốn lấy tiếp ra thêm thằng giá nữa, thằng price đúng không? Các bạn check xem có phải cái chữ này không? Xem đúng không? Thấy không? Price 120. Lấy ra description. Thì tôi lấy ra cái copy cái tên của nó. Đây description này đúng không? Copy này. Vứt ra đây. Reload lại. Đúng chưa? Muốn lấy cái gì ra thì chúng ta có request trỏ đến cái name. Được chưa? Trỏ đến cái name ở trong cái thằng của nó kia. Được chưa? Đây là một đi vào. Muốn lấy dữ liệu gì từ form hay là từ đường dẫn gửi xuống thì chúng ta request trỏ đến cái name của nó, cái key của nó. Thank you.
Đúng chưa? Tiếp này. Thế vậy thì chẳng nhẽ cái thằng request này có mỗi thế. Thường thường các cái hàm và các cái thư viện ở trong thằng Laravel nó rất là rộng. Nó có cực kỳ nhiều thứ để chúng ta có thể là chọc máy được. Đây ví dụ như này. Các bạn nhìn này. Thấy không? On. Trong trường hợp chúng ta muốn lấy tất cả các cái tham số được từ giấy trình duyệt truyền từ form truyền lên hay là từ cái đường dẫn truyền xuống thì chúng ta request trỏ đến on phát thì xong. Đây on này phát là xong. Return. Chúng ta test. Thấy không? Có name này, có slug này, có price, có description, feature image. Thấy không? Lấy on ra thì làm như này. Được chưa? Còn nó trong này nó còn nhiều lắm. Còn cực kỳ nhiều thứ. Ở trong này rồi file viết các thứ các kiểu đâu. Chứ không chỉ có mỗi vài cái như này vớ vẩn như này đâu. Được chưa? Tiếp nào. Tiếp này. Thế bây giờ nếu mà tôi muốn lưu cái một cái dữ liệu mới thì hôm trước tôi dạy các bạn rồi làm như nào? Lưu một cái game mới làm nào? Tạo ra biến gì? Biến model bằng new app sửa game sao nữa cái gì model trỏ đến gì name bằng cái gì đấy đúng không rồi model trỏ đến price bằng cái gì đấy đúng không rất là dài tôi không thích làm này tất nhiên làm này vẫn đúng nhưng mà chúng ta có cách nhanh hơn đó là chúng ta có model trỏ đến fin fin mô đồ trỏ đến fin ở trong này tham số là req trỏ đến on như này được chưa? Model trở đến fin, RQ trở đến on, vứt vào trong, liệu được không? Tôi thử nhá. Lỗi. Add name to finable property, mass assignment. Này tức là bị lỗi, nhưng mà lỗi này giải quyết như thế nào? Vấn đề là như thế này các bạn lưu ý này, đây tập trung lên đây, nhìn hết lên đây, tí viết sau. Chúng ta có một cái thứ rất là hay của Eloquent. Đó là khi mà request từ form gửi lên đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động là không phải gắn bằng từng cái cột ở trong DB bằng với những cái dữ liệu ở dưới cái giống như lúc nãy thằng Giang đọc nữa. Mà chúng ta có thể chủ động một phát chúng ta model trở đến fin tất cả dữ liệu từ dưới kia đổ lên, nó sẽ tự động nó ép vào trong những cái thuộc tính của cái model này. Tuy nhiên để làm được cái việc đấy thì ở trong cái model các bạn, đây model đây, nó phải có thêm một cái thuộc tính nữa là public finable bằng public finable bằng các cột các bạn muốn add vào. Ví dụ như tôi muốn add cột name, tôi muốn add cột price, tôi muốn add cột description. Cột ảnh tôi không muốn add, bởi vì ảnh tôi sẽ phải lưu ảnh cho tôi add sau. Được chưa? Tôi chỉ muốn lưu bằng này cái thôi. ID tôi không muốn add. Tôi muốn add 3 thằng này. Thằng name, thằng price, thằng description và thằng slug. Slug. Như này.
Được chưa? Xong chưa? Bây giờ với test này, reload lại này. Thấy gì không? Đây là của model các bạn nhá. Đây là của model này, bây giờ tôi sẽ đâm và đâm nó ra. Tôi đi nó ra. DD model ra. Thấy không? Kiểu dữ liệu của nó là game. Có các attribute là name, slash, price, description. Thấy không? Nó giống hệt luôn. Được chưa? Đấy, đấy là cái tác dụng của fill. Các bạn đỡ phải viết là model trỏ đến name bằng request trỏ đến name, rồi model trỏ đến price bằng RQ trỏ đến price. Nó rất là dài, chúng ta fill này phát là xong. Được chưa? Nhưng mà khi mà làm cái này thì nhớ set cái cột track app sửa game. Các bạn có thể viết cái này đâu? Thuộc tính finable. Được chưa? Để xem mẫu để sau này nhớ mà làm. Xong chưa? Xong nhá. Thế bây giờ tiếp theo để lưu xuống DB thì chúng ta làm nào? Model gì? Trỏ đến sao? Trỏ đến sao? Save. Trỏ đến save. Sau khi save xong chúng ta sẽ có là return request redirect. Return redirect về cái round. Round là game.list. Như này đúng không? Để xem là mình có xếp thành công hay không. Có đứa nào có sạc iPhone không? Mình lượm cái đang sạc không? Hả? Cắt không? Cắm cái máy ra là được. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Hả? Chạy gì? Đây, chạy đây. Ồ. À, còn cái view kết ID nữa. Ồ, tí quên. Tôi quên mất đấy. Con bị lỗi này đúng không? Không bị lỗi này luôn. Hả? À, không có emit á? Cái gì? Nói cái gì? Hả? À, ảnh nhá. Ảnh không có default value ấy à? Ảnh ngay cho default value của ảnh làm gì bà nội. Rồi ok như này đi. Quay lại. Tôi còn thiếu chưa những sửa lỗi này đã nhé. Xong tí nữa mang đây tôi sửa nốt cho. Đây chúng ta có cái field get ID ở trong game. Chúng ta chưa điền vào. Đúng không?
Thế vậy thì làm sao để điền cái đằng này? Back lại đi. Đây chúng ta còn chưa có cái chỗ nào để mà viết get ID cơ. Đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta phải làm nào? Thứ nhất, ở ngoài form sau cái name này tôi thích để sau name, nhưng mà các bạn để đâu cũng được nhé. Tôi sẽ lắp ticket thằng này lên để đây là danh mục. Danh mục. Nhưng mà trong này cái danh mục này chúng ta không để cái input này nữa. Các bạn rất hay có cái trò này. Mà từ sau tôi nhìn thấy thằng nào làm cái trò này thì ăn vả ngay lập tức. Đây. Select có name bằng get ID. Cái option đó. Option viết gì vào đây? Hả? À? Option viết gì vào đây? Hả? À? Option viết gì vào đây? Cái gì? Nói to thế nào, quạt nó to tôi không nghe gì. Lấy cái dây đi danh mục ở đâu ra? Lấy đâu ra? Viết mở DB ra. Mở DB ra lấy vào. Ví dụ vào bảng danh mục này. À, thằng 1 này là chiến thuật. Viết vào đây, option. Có value là 1. Đây là chiến thuật à? Hả? À? Select kiểu gì? Select kiểu đâu? Đúng rồi, đây này. Ví dụ như ở hàm ở trong cái game S này nhá. Chúng mình đang ở game S đúng không? Như ở đây đúng không? Thì hiện tại là mình đang chưa có cái model về danh mục. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tạo ra một cái model về danh mục. Mình mở ra một cái CMD mới. PHP Artisan Make Model Category. PHP Artisan Make Model Category. Được chưa? Thì ở trong này chúng ta sẽ có một cái protected dollar table bằng categories. Cái này là sao tạm thời thế đã để cho nó hoàn thiện cái mô đồ.
Được chưa? Xong chưa? À? Xong chưa? Xong chưa? Đủ thế. Xong chưa? Rồi. Thế bây giờ ở trong này thì chúng ta tiến hành là có một cái biến kết SI nhá. Bằng app dược category đúng không? Đúng không? 2.2.0 đi. Lấy hết rồi. Sau đó mình sẽ truyền cái biến kết này ra ngoài kia. Chuyển ra ngoài cái mô đồ ấy, chuyển ra ngoài cái form ấy, cái view ấy. Nhá. Rồi. Chuyển ra ngoài rồi thì bây giờ chúng ta xài. Thì ở đây chúng ta sẽ có là a cộng void cái biến kết kia s dollar c chẳng hạn, đúng không? S dollar c chẳng hạn. Nhớ ở dưới này phải đã có void thì phải có end void. Bây giờ đừng quên nhá. Trong này có option đúng không? Value. Value bằng echo của cái dollar $C cho đến ID. Và cái chiến thuật này là echo của dollar $C cho đến name.
Không nhá. Không nhá. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành reload trang. Thấy ra cái chiến thuật đánh bài quiz rồi cái gì đấy chưa? Thấy chưa? Đúng không? Thì khi chọn nó sẽ chọn cái ID của mình. Được chưa các bạn? Xong chưa? Có ra này không? Ở đây có đâu. Nó phải chấm NV chứ. Sau
ra chưa? Hiển thị được cái danh sách danh mục chưa? Sao lỗi nhiều thế? Mày để multiple, mày sinh tab ra đúng không? Mày select xong tab đúng không? Thế cái này cũng không biết, tôi chịu cũng chẳng hiểu như nào luôn. Cái này là từ HTML cơ bản phần ban đầu. Không được thì chịu. Này là cái gì? Tên bảng đó là chuỗi là cái gì? Sai những lỗi cực kỳ ngớ ngẩn luôn nhé. Thằng này còn để bookmark YouTube cơ mà. Xong chưa? Ở trong cái game model này chúng ta thêm cho mình cái get ID nhá. Get cái dưới ID này này. Không phải nhầm đấy. Form thì bắt buộc phải thế, lúc đầu tôi tạo form tôi bảo đấy, các cái giá trị của name, các cái giá trị của cái thuộc tính name trong view á, nó phải giống ở trong DB, được chưa? Thì ở trong này cũng giống như trong DB, thứ tự hay không quan trọng. Hay là bao nhiêu nhỉ? Nay ngày 20. Xong chưa? Xong chưa? Bây giờ mình lại chạy thêm sửa thêm cho tôi cái này vào nha, đừng quên nha, một tí lại kêu lỗi. Bây giờ mình lại ra ngoài kia mình reload lại. Reload này. Đưa linh tinh vào này. Rồi kể lại game quiz này. Hướng dẫn này. Ảnh này. Lưu. Xong chưa? Như này chạy thành công đúng không? Tôi sang trang cuối cùng. Đúng không? Đúng chưa? Xong, lưu xong rồi đây. Lăn tăn gì nữa?
Tôi đã lấy ảnh ra đâu mà hiện. Ảnh tôi còn chưa thèm lưu nữa là tao. Đã xem được chưa? Chưa xong nhá, phần này vẫn chưa xong rồi đấy, còn nhiều lắm. Làm phải làm kỹ. Các bạn cứ xong được phần nhỏ đi đã. Xong chúng ta tiếp tục. Xong chưa? Thực tế ra là chưa xong, còn rất nhiều vấn đề. Nhưng mà bây giờ chúng ta sửa lại đã. Bây giờ này, các bạn lưu ý lại một chút những cái gì chúng ta đã trải qua. Từ lúc bắt đầu làm giao diện, rồi từ lúc xây giao diện, đổ dữ liệu, các thứ, đúng không? Còn rất nhiều thứ chúng ta chưa làm. Chứ không, thì có vẻ là nó có thể để chạy một vòng rồi. Đầu tiên là hiển thị danh sách này, bấm vào nút thêm này, điền dữ liệu này, kiểm tra dữ liệu này, sau đó là tiến hành là gửi dữ liệu lên, lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, sau rồi trả về danh sách, đúng không? Có vẻ là đúng, nhưng này còn cực kỳ nhiều chỗ hỏng. Vấn đề là như này, nếu các bạn không để ý sau này các bạn sẽ ăn quả nào. Bây giờ chúng ta tổng kết lại một chút nha, những cái gì chúng ta đã trải qua. Bước 1 là hiển thị danh sách. Khi để hiển thị được danh sách thì chúng ta đầu tiên phải look around walk, sau là sử dụng cái Google 2.2.only như thế, đúng không? Sau đó là truyền từ ra này để ra view, và đây là cái list, đúng chưa? Như này, đúng không? Tiếp theo là khi mà đã hiển thị danh sách rồi thì chúng ta có bước hai nào là add, tạo mới. Tạo mới thì chúng ta bấm vào cái nút submit và nút add như này, thì lại bắt đầu vào round one. Chúng ta tiến hành là new model xong lại đẩy ra view, và đây nó là cái thứ hai.
Trong cái form chúng ta tiến hành là validate. Bước về bước 3. Validate. Sau đó chúng ta đến bước 4 là có bước set. Giờ có bước set. Bước set thì lại vào, sau khi set thì lại vào một cái round. Round, round ở đây của chúng ta là round set. Set thì chúng ta lại sử dụng cái immodo. Immodo trong đó là chúng ta immodo khỏi phi. Phi thì anh biết ôn là đúng không? Dạ, cho nó để xếp xuống, nhưng xuống thì chúng ta có immodo khỏi xếp. Sau đó đi lên lớp về. Thì đây chúng ta xong một cái vòng đời của cái việc thêm xóa, nó cũng làm tương tự như này, sửa tí nữa tôi hướng dẫn, đúng không? Nhưng các bạn nên lưu ý ở đây nó luôn luôn có là khi mà làm cái gì đấy luôn luôn có ra sự logic trong một view, đúng không? Như trong thực hiện một hành động khác thì lại từ view đẩy cái ra lại sử dụng và lại đổi cái view, đúng không? Ở đây cũng vậy, xếp lại đổ cái round round lại xử lý xong rồi lại reload thì cuối cùng nó về bình thường, đúng không? Ở đây chúng ta đã sử dụng đến hai thành phần, ba thành phần. Đầu tiên là cái round, đúng không? Và thứ hai là cái view, đúng không? Và cái cuối cùng là cái mô đồ. Lúc chúng ta mới sử dụng, đúng không? Nhưng mà trong cái mô hình MVC chúng ta còn dùng một con thuyết, con chua. Chúng ta chưa hề đọc con chua ở đây, đúng không? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đổ dữ liệu, đổ cái luồng xử lý, lưu thích xử lý những phần xử lý này về con chua chúng ta làm cho nó dễ. Chứ để ở trong cái round này các bạn thấy bây giờ làm vẫn đâu có nhiều đâu, làm không hề nhiều, nó dư tầm khoảng 100 dòng rồi. Liệu sau này chúng ta cái app của chúng ta nó nhiều đây, chưa xong một module về quản lý về game mà nó đã như này rồi. Nếu mấy nữa chúng ta làm cực kỳ nhiều, thêm rất là nhiều các cái module nữa thì chắc là nó rất là dài, thì rất là khó, đúng không? Bây giờ chúng ta phải chia bớt ra, làm sao cho cái thay round này nó thật là ngắn để làm việc cho dễ, được chưa? Thì bây giờ xong chưa? Để bây giờ tôi đẩy về controller, xong chưa? Rồi bây giờ để dùng được controller thì phải tạo controller ra. Thì lại PHP artisan make controller không có SC đúng nhá. Được chưa? Bây giờ thường thường tôi sẽ hay cái này thì tùy chúng ta nhá, sau này chúng ta đi làm chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có những cái cách chia riêng của mình, chia cái cấu trúc thư mục ấy. Như tôi hay chia kiểu này. Trong app này HTTP controller này, trong này nó sẽ chứa toàn bộ controller của chúng ta. Được chưa? Như của tôi hay chia, tôi tạo ra một cái thư mục tên là admin và một thư mục tên là client, hay là không tạo cũng được. Những cái controller nào xử lý cho phía client phía ngoài ấy thì tôi không cho vào trong thư mục gì cả. Còn những cái controller nằm để phục vụ cho cái việc là làm phần quản trị, phần admin thì tôi sẽ nhét nó vào trong cái thư mục admin. Có được không? Thì tôi sẽ làm như này. App artisan make controller admin sược, ví dụ đây là cái module về game đúng không, game controller đấy, nó tạo ra cái thư mục admin này, game controller.
được chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta di chuyển code ở trong này về cái controller. Admin, ví dụ như admin get list này chẳng hạn. Cái này đúng không? Cái này đúng không? Để di chuyển được, để chuyển được một cái xử lý logic từ route về controller, chúng ta làm này cho nhanh. Ví dụ cái đoạn này đúng không? Tôi cắt cái đoạn này return view đi. À, cái này cắt đi rồi. Đây, 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 đây. Game này đúng không? Nguyên cả cục này đúng không? Tôi cắt hết. Cắt hết đi. Bạn cắt đi. Được chưa? Đây, cắt từ đây này, cắt cái chỗ cái bôi đen này. Alo. Muốn gửi đâu gửi? Ờ, nha. Được chưa? Cắt đi nhá. Xong trong này chúng ta viết này này, ví dụ cái game controller này, các bạn nhìn cái namespace của nó này. App HTTP controller admin đúng không? Đúng chưa? Và tên game controller đúng không? Thì ở trong này chúng ta viết như này. Đây là admin sược game controller a còng index chẳng hạn. Được chưa? Được chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có mở cái game controller ra, tạo paste cái function vừa rồi vào đây, thêm cho nó cái tên là index. Index và vẫn request như bình thường, không khác gì cả. Được chưa? Thêm một cái nữa là cái app game này này, bạn cắt đi, copy lên đây use app game chấm phẩy, sau đó ở dưới này cái app game này các bạn xóa hết đi. Đó, chúng ta chỉ còn game where game destination thế thôi. Use ở trên này các thứ này nó rõ ràng, nó rất là nhiều, nó ngắn code của chúng ta đi. Được chưa các bạn? Hả? À. Rồi bây giờ chúng ta ra ngoài chúng ta test lại. Về danh sách đúng không? Vẫn danh sách này, vẫn đường dẫn như vậy. Các bạn thấy có gì thay đổi không? Không có gì thay đổi đúng không? Đúng không? Vẫn thế. Sang trang 2, trang 3 thì vẫn thế. Đúng không? Nó không có gì thay đổi cả. Thế chứng tỏ một điều là chúng ta chuyển được cái phần xử lý logic từ cái route này về cái controller thì chúng ta dùng như này. Cái này là cái namespace. Được chưa? Cái namespace thì chúng ta cắt từ cái đoạn controller này này. Ở đây nó là cái thư mục admin đúng không? Thì chúng ta có admin sược tên controller. Thế đây là game controller và cái hàm nào xử lý thì chúng ta có A còng tên cái hàm đấy. Được chưa? Thông chưa? Tiếp theo ở phía dưới này tôi có cái function là cái game add này đúng không? Đây này, tôi lại cắt đi, tôi lại trỏ nó về là admin sược game controller, hàm là hàm add. Đúng chưa? Hàm add. Thì ở trong này tôi lại pệt lại cái hàm lúc đấy. Tôi thêm tên cho nó là hàm add thôi. Tôi bỏ cái app game này đi. Cái category này tôi sẽ thêm một cái là app category. Thế xong. Thì bây giờ tôi quay lại đây tôi thêm một bấm một cái app vào, vẫn vậy, chẳng khác gì. Đúng không? Làm tương tự với các hàm khác, ví dụ như hàm save này cũng vậy này. Hàm edit này tôi cũng sửa luôn.
Edit thì tôi cũng sửa rồi, tôi vứt hết rồi đây. Edit này. Save này. Và hàm remove cũng sửa nốt. Không, ở trong này tôi sẽ đẩy về hàm save, hàm remove. Đấy, ngắn đi rất nhiều luôn. Giờ tôi đẩy code lên nha, các bạn chỉnh sửa lại. Nhớ tôi có sửa một file. Tôi có sửa cái file này này. Tôi có sửa cái hàm edit này, này. Tôi có thêm cái đoạn get reown và tôi chuyển nó ra ngoài giống như cái hàm add ấy. Giống nhau. Còn tí nữa tôi quay lại tôi sẽ tiến hành tôi update cái hàm save này cho các bạn để nó làm được cả việc update lẫn việc thêm mới. Được chưa? Và bây giờ tạm thời các bạn tôi sẽ đẩy code lên, các bạn check lại update lại cho tôi toàn bộ nội dung. Chúng ta còn phần middleware nữa cơ, cho nên là cứ tập trung vào làm đi cho xong phần này đã, sau sẽ chuyển sang middleware sau. Middleware là bay đấy ở phía server.
Xong chưa? Được chưa nhỉ? Được chưa? Thủy xong chưa? Nếu cần hỗ trợ thì mang lên đây. Tôi sẽ chờ các bạn đến 8 giờ. Sau tôi sẽ sang phần tiếp theo. Đây này, chấm phẩy đâu? Lỗi syntax, cứ nhìn thấy cái chữ syntax là thấy là lỗi cú pháp rồi. Cái lỗi này là lỗi cơ bản nhất. Từ sau đừng bao giờ hỏi tôi những cái lỗi syntax.
Chưa? Còn ai có lỗi gì không? Mang hết lên đây xem. Các bạn có một vấn đề như này nhá. Hôm nay có hai bạn gặp rồi. Cái này có thể là do tôi phải làm lại cái project. Do trước đấy tôi bị mất máy á. Thì đợt trước ấy, ở trong cái round service provider này, nhớ không? Tôi có thêm một phần map admin round này đúng không? Ở đây tôi có thêm một cái đoạn như này nữa, cộng chuỗi này. Ở đây tôi có là sược admin như này. Đúng không? Sẽ có bạn có bạn không? Đấy, như bạn nào mà lấy mới của tôi sẽ không có cái này. Còn những các bạn theo cái máy cũ có thì nó sẽ có cái này. Được chưa? Thì ở trong phần admin này thì mặc định, nếu mà các bạn viết như này trong route service ở admin này thì mặc định ở trong thằng admin này là tất cả các controller nó đã nằm ở trong cái namespace là HTTP app HTTP controller admin rồi. Cho nên các bạn không cần phải viết cái đoạn này nữa. Viết thẳng này là được. Được chưa? Còn nếu giống như trong project mới của tôi không có cái đoạn này. Không có cái đoạn này. Thì ở trong phần này các bạn bắt buộc phải viết cho tôi cái chữ admin ở đây. Được chưa? Đó, nó khác nhau ở đấy thôi. Xong chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục xây dựng nốt cái phần còn lại nhá. Cái phần validate chưa xong đâu. Chưa hề xong đâu chứ không phải là xong rồi đâu. Ví dụ như này, tôi sẽ show ra lỗi cho các bạn coi.
Đây, ví dụ như ở trong game nhá. Cái thằng này có cái slug là Tyshaw Nicholas 4 đúng không? Ví dụ như này đúng không? Tôi copy này. Trong trường hợp tôi vào trong cái phần S này, tôi đặt tên linh tinh, cái đường dẫn của tôi nó là cái này. Bị trùng á. Nhá, ảnh đại diện tôi vẫn chọn bình thường, chỉ mỗi tội là cái này bị trùng thôi. Giá là như này. Tôi lưu xuống. Theo bạn có lưu được không? Lưu được ạ? À? Ồ. Lưu được á? À? Tôi coi lại nha, design thì được. À, cái này do tôi chưa có index. Chứ bình thường cái phần slug cái phải unique đúng không? Xin lỗi các bạn đi. Alo. Là không có chị nhầm số rồi ạ. Thấy chưa? Đáng lẽ là nó phải không được phép trùng. Nhá. Thì bây giờ chúng ta check trùng cái này kiểu gì? Check trùng chúng ta có thể có hai cách check. Lại giống như valid bình thường thôi, một là kiểm tra bằng jQuery JavaScript, một cái nữa là kiểm tra bằng PostPHP. Thì như cái này chúng ta bắt buộc là phải áp dụng cả hai. Khi mà sử dụng JavaScript, trước khi xếp xuống thì mình phải gửi một request lên server để kiểm tra xem cái slug này đã có trong DB chưa. Nếu có rồi thì sao? Thì báo lỗi là cái URL đã tồn tại rồi, không cho người ta gửi form lên. Nếu mà chưa có tồn tại thì cho gửi form lên và tiếp tục check bằng PHP. Được chưa? Thế vậy cái này mình làm như nào? Nhưng tôi vào cái add lại đi. Lại cái add này. Được chưa? Tôi sẽ có như thế này. À, để tôi xem lại cái phần public của tôi đã. Public thì gì hết. À, để tôi xem lại cái project cũ. Thực ra viết mới được nhưng mà tôi lười lắm. GitHub. Đâu nhỉ? Không, nó không chính thì có dạy gì đâu. Cái blog của 1706 đâu nhỉ? Nghĩa cái này mình phải tự viết rồi. Thôi rồi, không sao. Thôi tự viết mới vậy. Đây các bạn ạ, như này. Trong cái thằng jQuery Validate mình đang dùng á, nó có một cái phần là do cho phép chúng ta viết thêm những cái rule mới. Những cái rule là cái gì? Rule nó là những cái này này. Những cái này này. Requirement naming lang này. Đấy nó là cái rule. Bây giờ mình có thể tự mình viết ra một cái rule mới. Thì mình viết như nào? Đây, tôi demo cho các bạn, tôi search demo cho các bạn coi. Add rule. Ở đây, add method. Xin lỗi các bạn. Đây này. jQuery validate add method. Được chưa? Add những cái rule mới. Ví dụ, tôi đi copy một cái của nó đi. Tôi đi copy một cái của nó. Tôi sẽ paste cái này lên trước. Ở đây. Đây tôi lấy $validator add method. Ví dụ đây tôi để tên method là thiện th. Bây giờ tôi để tên là thiện th. Tôi có value element. Được chưa? Thì tôi ở đây tôi cứ mặc định và return false. Mặc định return false. Ở trong này là tôi viết là thiện th rule. Luôn trả về false. Được chưa? Tôi viết tạm thời viết này đã. Xong chưa? Bây giờ tôi sẽ áp dụng cái thiện th này vào trong cái slug. Được chưa? Thử thôi các bạn, cứ xem đã, từ từ đang làm. Được chưa? Đây tôi chứng minh một điều là tôi có thể add được method mới. Test này. Reload tràn. Viết vào nhá. Thấy không?
vẽ thêm một method mới, trừ khi làm nào để trừ khi nó trả về true thì thôi, trả về true thì mới pass, còn nếu trả về false thôi. Được chưa? Thì ở đây các bạn, hôm trước ở đây chúng ta phải, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là cái value này là cái gì và cái element này là cái gì. Được chưa? Tôi sẽ có là console log value phải element. Được chưa? Xem nhá. Tôi bật cái M12 lên. Clear đi. Các bạn thấy đây. Cái value nó chính là những cái gì tôi viết vào trong cái thẻ, đúng không? Cái giá trị của thẻ. Còn cái element chính là cái thẻ. Đúng không? Bây giờ tôi thử viết ở đây xem, tôi thêm một cái tham số nữa là cái option. Được không? Tôi thêm một cái option nữa vào đây. Và ở đây tôi kiểm tra xem cái option là cái gì luôn nhá. Cái giá trị của option này. Được chưa? Xem nó là cái gì. Bạn thấy option này. Cái gì đấy? True. Do ở đây tôi điền chữ true vào đây, cho nên là cái option này mang giá trị là true. Được chưa? Cái trong trường hợp, và lưu ý trong trường hợp tôi viết vào đây như này, tôi viết vào đây là một cái mảng, được không? Thì cái option này sẽ mang giá trị là cái mảng này, đúng không? Đúng chưa? Ở đây tôi viết cái tham số đầu tiên ở trong cái mảng này là này, có được không? Có được không? Có được không? Và tham số thứ hai tôi viết như này. Này có được không? Có lỗi không đấy? Thứ nhất là không lỗi. Lỗi là lỗi đây này, tôi chưa hề có cái round nào có tên là game check slug, đúng không? Rồi thì cứ cho nên ở đây tôi tại admin tôi tạo ra một cái round 2.a.pod đi, pod đàng hoàng luôn. Là check slug, check to slug. Tôi cứ return phone nhé. Này giờ còn lỗi không? Test nhé. Oh, unexpected token. Đây, lỗi đây rồi. Các bạn thấy này, HTTP localhost admin check gate check slug đúng không? Vì sao? Tôi đố các bạn biết vì sao nó lỗi. Nó bảo lỗi. Đây là lỗi cú pháp. Cứ có chữ syntax là cú pháp. Giờ vì sao lỗi? Hả? Hả? Không phải. Không phải lỗi đấy. Hủy. Check slug là lỗi gì? Cái này lỗi gì? Đây là unexpected token. Tức là có cái ký tự nào đấy không mong muốn. Vấn đề đây này, không nào biết à? Khi mà cái round game check slug này vứt ra thì nó sẽ ra thẳng cái chuỗi là localhost này, đường dẫn đến cái round ở đấy, đúng không? Nhưng mà trong JavaScript, các phần tử ở trong mảng thì nó phải là các giá trị object này, chuỗi số boolean. Cái đoạn text này nó có phải là chuỗi không? Có phải không? Có phải là chuỗi không? Không phải là chuỗi. Làm nào để cho nó thành chuỗi? Thêm hai cái phẩy ở đầu chứ làm sao? Đúng không? Chuẩn nhá. Ở đây tôi cũng sẽ chuyển nó thành chuỗi. Tôi viết một cái phẩy đây, một cái phẩy đây nữa xong. Xem cái lỗi gì nhá. Hết lỗi chưa? Bây giờ là lỗi của các phần khác, không phải lỗi của này. Kệ nó, tôi vứt nó đi. Viết này. Thấy chưa? Lỗi ra rồi. Cái option của tôi sẽ là cái ID bằng 0 này. Đường dẫn là gì? Game check slug. Được chưa? Bây giờ các bạn đố các bạn biết tôi sẽ làm như nào nữa. Đố các bạn biết tôi sẽ làm nào.
Bây giờ tôi sẽ làm như này. Trong cái hàm này, bởi vì tôi đã lấy đầy đủ các thông số về giá trị của cái thẻ này. Được chưa? Cái thẻ đó là cái thẻ gì này? Đường dẫn để kiểm tra cái slug nó có tồn tại hay chưa rồi này. ID của cái game rồi này. Bây giờ tôi sẽ check như này. Tôi sẽ làm là tôi gửi một cái Ajax. Biết Ajax là gì không? Ajax là sử dụng JavaScript hay cụ thể là jQuery. Ở đây chúng ta dùng jQuery, chúng ta sử dụng Ajax của jQuery để gửi một cái request ngầm bằng JavaScript lên server, có thể kèm theo dữ liệu để server kiểm tra dùng chúng ta cái gì đấy và trả về dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta viết Ajax. Thì Ajax như này, tôi ở ngoài này tôi sẽ có một cái biến va check slug bằng true đi. Được chưa? Tiến hành như sau. $ajax như này. Trong này là một cái option. Trong này là một cái mảng. Ở trong này một cái object. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái URL bằng cái option ở phần tử số mấy? Số mấy? 2 đâu mà 2, làm gì có phần tử là số 2. Liên huyên. Đây, option đây, phần tử số 1 là cái này, index là 0 là cái này, phần tử số 1 là cái này. Thì nó phải là option ở vị trí xứ số mấy? Số 0. Được chưa? Method POST, tức là dạng request dạng POST. Tiếp theo data, nó là một object. Ở đây data có cái ID bằng cái option ở phần tử số mấy? Số 0. Đúng chưa? Nếu mà cái này bằng string rỗng thì tôi sẽ gán cho nó bằng -1. Còn nếu mà khác string rỗng thì nó sẽ bằng option ở phần tử số 0. Và tôi sẽ có cái biến slug mang giá trị bằng cái value. Được chưa? Tôi truyền những cái thông số này lên. Tiếp theo tôi sẽ có cái data type bằng json. Tức là cái dữ liệu trả về ấy, tôi sẽ tự động ép nó thành json luôn. Và tôi sẽ có là succeed function. Đây là respond. Respond. Tôi tiến hành console.log ra cái biến respond kia. Thử nhá, xem có chạy được không nhá. Cái Ajax các bạn có thể đọc tài liệu của nó, nhưng mà thực ra Ajax rất dễ. Nó là, nếu mà các bạn sử dụng jQuery thì còn dễ hơn. Đó là $Ajax như này. Và truyền vào trong này một object. Được chưa? Truyền vào trong này một object. Trong object này có những cái thành phần như sau. Phần tử là URL, tức là cái đường dẫn sẽ gửi lên, gửi đi. Tiếp theo là cái method, tức là cái method request gửi lên là cái gì? Method get hay post. Tiếp theo là cái dữ liệu sẽ truyền lên trên server là những cái dữ liệu gì? Trên server sẽ lấy được dựa theo ID và dựa theo slug. Các bạn thích đặt là gì đặt. Tiếp theo là cái data type. Cái data type là cái mà khi mà trên server nó xử lý xong, nó trả về dữ liệu ấy, thì ở trong cái Ajax này nó sẽ tự động ép kiểu dữ liệu trả về là sang dạng json. Và succeed. Succeed là khi mà server succeed tức là cái hàm này nó sẽ chạy. Khi cái hàm function này nó sẽ chạy. Khi mà server nhận được dữ liệu từ Ajax gửi lên và trả về kết quả thì nó sẽ chạy cái hàm này. Được chưa? Chúng ta chạy thử nhá. Xóa đi này. Được chưa? Đây. Internal server error. Các bạn thấy cái này nó là lỗi đúng không? Nhưng mà các bạn vào check network. Gì đây? Boolean given. Không sao. Cái này nó là như này. Respond
the Sun. Cái này là data result đi. Clear đi này. Sao mình console clear nốt này. Rồi mà network thấy này. Thấy cái này nó có thay đổi gì không? Không đúng không? Chúng ta nhìn đây. Cái này là network. Network là cái tab nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát các cái được cái request gửi lên server. Thì ở đây chúng ta có cái check slug. Đây các bạn thấy này, request URL bằng http localhost cái gì game check slug. Được chưa? Request method gì đây? Post dữ liệu gửi lên đây này. ID và slug. Được chưa? Còn trả về thì ở bên này. Respond đấy. JSON là result và result mang kết quả là false. Và ở bên console này nó sẽ log cho chúng ta cái result false này. Thấy không? Đấy là đã gửi được dữ liệu, đã gửi được một cái request từ JavaScript hay từ view từ bằng dạng JS lên server và trả lại dữ liệu rồi. Thì bây giờ chúng ta có thể làm như này. Ví dụ tôi sẽ vứt vào đây cái data. Data gửi lên mang giá trị là bằng một cái mảng nữa. Đây là ID. ID bằng dollar request cho đến ID này. Phải slug bằng dollar request gọi đến slug. Được chưa? Xem nó trả về cái gì nhá. Đây các bạn thấy này, data này. Có đúng là ID chúng ta gửi lên là trừ màu đậm. Slug gửi lên là bằng cái chuỗi viết trong này đúng không? Thế nó trả về dữ liệu đây. Và gửi kèm cái result là false. Được chưa? Đây, tôi sẽ để lại cho các bạn. Cứ viết đi sai rồi sửa. Ajax cực kỳ dễ, nó không có gì cả. Ajax là sử dụng JavaScript gửi một cái yêu cầu lên server có thể kèm theo dữ liệu tùy thích gửi kiểu gì đi rồi. Sau đó trên server nhận được sẽ xử lý kết quả và trả về cho dưới Ajax này một cái kết quả và để chúng ta dùng JavaScript để xử lý tiếp. Khi mà chúng ta gửi Ajax thì nó sẽ không liên quan gì đến cái URL ở trên website cả, trên cái trình duyệt không liên quan gì, nó gửi ngầm ở dưới. Lúc nào chúng ta thích gửi thì nó gửi đây ở network này, tôi xóa hết đi nhá. Tôi bấm vào đây, tôi thoát, tôi bấm ra ngoài thì nó sẽ gửi. Đây. Thấy không? Lúc nào tôi thích gửi thì nó mới gửi. Chứ không phải là nó luôn luôn gửi. Mà việc gửi nó không ảnh hưởng đến cái trình duyệt của chúng ta cả. Được chưa? Nó gửi ngầm ở dưới. Đấy là cái Ajax của các bạn. Mà các bạn cứ suốt ngày kêu gào tôi phải dạy. Đấy, Ajax nó chỉ có thế này thôi. Hết rồi. Hiểu làm sao được? Có làm không mà hiểu. Cứ phải làm đi rồi mới hiểu được. Chứ đừng kêu học cái ngành lập trình thì đừng kêu em chỉ đọc lý thuyết thôi mà em làm được có mặt thánh. Chẳng có thằng nào cao siêu hơn lúc đấy cả. Cái Ajax này tôi phải đi làm đến năm thứ 2 tôi mới biết được bản chất nó là cái gì. Nhưng mà đừng kêu các bạn bây giờ mới bao nhiêu tuổi mà các bạn đã bảo là nghe ông ấy chém gió một lúc mà đã hiểu được Ajax và kiểm soát được Ajax này như thế nào thì kinh quá. Các bạn đã không phải ngồi đây nữa rồi. Bây giờ việc của các bạn chỉ có học cú pháp và xem nó hoạt nó ở trên, ở đây nó gửi lên như nào, ở trên nhận được như nào. Thế thôi. Chứ đừng bảo các bạn hiểu hết được, hiểu sao được.
Viết xong này đi, mình bật lại cái bên kia, ví dụ chúng ta xử lý logic xong. Suốt ngày kêu gào rồi, a dặn đấy, nói lúc mình chẳng hiểu mẹ gì. Đóng đi. Được chưa? Xong chưa? Đây ở dưới đây này. Tí nữa tôi sẽ, tất nhiên tôi sẽ đổi cái này, tôi không để cái này đâu.
Được chưa? Xong chưa? Đây phía server đây. Server thì các bạn phải có cái đường dẫn đúng này. Đường dẫn đúng này. Nhận vào đây là để test để lấy được dữ liệu từ phía ấy đã. Bây giờ sẽ lại vẽ lại cái bản đồ của nó. Sẽ làm việc như thế nào? Trong lua rác này có gồm những phần như sau. Các bạn để ý nha, rác là một cái hàng. Trong hàng này chúng ta có một cái gì sau, object gì sau. Object gì sau thì nó sẽ có các cái key và hai chấm value cách nhau bằng dấu phẩy, đúng không? Ở trong này chúng ta sẽ có là đầu tiên là URL, là cái đường dẫn nó sẽ gửi đi, gửi cái đi, đúng không? Đây là cái gì đấy, string gì đấy. Cái string này nó sẽ tương ứng với cái round hay chống ghép hoặc là post của các bạn. Đây cái đường dẫn này phải được tăng dựng cho bạn. Cái này và cái này nó phải giống nhau, được chưa? Biết làm sao cái đường dẫn này nó gửi lên cái program này. Thì ở đây chúng ta đã có cái name tích chẳng hạn, được chưa? Thì tôi hoàn toàn có thể viết là trong cái list view ấy, nhưng mà cái round ấy thì nó sẽ tự động sinh ra cái đường dẫn đến cái này, đúng không? Đúng chưa? Thì cái này nó mình gửi đây, xong chưa? Tiếp theo là cái data, không bắt buộc theo thứ tự nghe các bạn nhé, điều gì không bắt buộc theo thứ tự, các bạn thích đặt cái gì trước cái gì sau được. Data thường thường người ta viết như này. Ví dụ các bạn muốn truyền lên trên server để bao nhiêu dữ liệu thì các bạn biết ở trong này. Ví dụ các bạn muốn truyền ID, biết ID vào hoặc giá trị quẩy nên hai chấm hoặc giá trị hết hai chấm hoặc giá trị gì đấy kết thúc bao giờ hết dữ liệu thì chúng ta đóng vào. Thì ở trong này chúng ta sẽ có cái function có cái đóng vào bằng request, đúng không? Đô la đồng ý, đúng không? Các bạn để cái này, đúng không? Thì để lấy được cái ID hay cái name hay cái hết thì người ta muốn lấy cái nào thì chúng ta có đô la và quy trỏ đến ID hoặc là trỏ đến em hay là trỏ đến name thì đấy quy, đúng không? Và sẽ có thể lấy cái nào trên này chúng ta lấy như vậy, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Rồi cái method ở đây có thể là string đúng không? Quét cũng được, quét được đi. Thì đây này các bạn để này. Ở trên này cái round các bạn định nghĩa nó là get thì các bạn viết chữ get vào đây. Nếu các bạn định nghĩa nó là pop thì các bạn viết chữ pop vào đây. Được chưa? Đó, để nó vào đúng cái round. Tiếp theo là gì? Bắt ta sai đúng không? Cứ để đây là gì sai đúng không? Cái này đúng không? Đúng chưa? Thì khi mà server xử lý đây là trên server không có bên kia là trên server rồi, khi mà server mà tiến hành nhận được request làm loại đơn vị tính toán đơn vị kiểu trả dữ liệu thì tôi viết ở đây nó là cái gì đây, à respond trở đến json đúng không, đúng chưa? Thì nó sẽ trả về tập một cái string, nó là kiểu javascript nhưng mà quan trọng là nó trả về string, đúng chưa? Thì ở dưới cái Ajax này khi mà nhận về dữ liệu nó sẽ tự động mà ép những cái string ở cái server trả về kia trở thành gì sẵn thành đối tượng của JavaScript để tương tác với dữ để được tương tác với các phần tử trong dễ hơn, được chưa? Đấy là cái này là để ép kiểu dữ liệu trả về. Tiếp theo là chúng ta có cái success ở đây là một function, là bằng sự được nhận record RP biến gì đấy, các bạn đặt định biến là như nào thôi, được chưa? Cái hàng này nó định nghĩa là như nào? Nó khi mà Ajax gửi lên thì trên server nó phải mất thời gian xử lý, đúng không? Khi mà trên server xử lý xong logic như nào đấy là hoàn toàn được trả về dữ liệu,
khi mà server trả về thì cái nó sẽ trả về một cái dữ liệu, đây này, trả về cái JSON này đúng không, một cái tập dữ liệu. Thì khi mà server trả về thì cái dữ liệu đấy nó sẽ được gán cho cái biến response ở đây, cái đặt ở đây. Được chưa? Bao giờ server trả về thì cái hàm sắp xếp sẽ được chạy, và cái dữ liệu ở trên biến trả ở trên biến set như thế nào thì nó sẽ vào cái biến response ở đây. Sau đó chúng ta được phép là xử lý tiếp bằng jQuery hay là JavaScript tiếp tục làm như thế nào. Được chưa? Đây là mới chỉ là phần đầu thôi. Nếu các bạn học sâu về JavaScript nữa thì nó sẽ còn vấn đề liên quan đến các đồng bộ của dữ liệu của tôi. Trong JavaScript thì hàm nào, cái này tôi sẽ không nói nhiều con nhưng nó sẽ chỉ liên quan đến các đồng bộ thôi. Nhưng mà ở đây tạm thời chúng ta sẽ về cái thằng Azap. Thì nói cái này để các bạn hình dung ra nó dễ dàng hơn một chút. Được chưa? Cái này nó chiếu cái này. Cái method này chiếu với cái route get from. Cái data này nó sẽ sử dụng là query đấy. Được. Cái data size này ép kiểu dữ liệu khi mà cái server trả về, ép kiểu gì ép. Cái succeed này để khi server trả về thì có một hàm để xử lý, thì cái hàm này sẽ là cái xử lý dữ liệu trả về. Xong chưa? Mưa thật rồi sao? Mưa đúng không? Không, mưa đấy. Máy mưa đi xe. Dữ liệu trả về sẽ là kiểu stream. Được chưa? Nhận được chưa? Gửi được chưa? Cứ đẩy code lên nhá. Gần xong rồi đó. Gần xong cái phần validate. Thì là nó làm nhưng mà vẫn không thể xử lý nhiều. Hả? Cái gì? Là sao? Sao dùng jQuery đây, có phải jQuery không? Được. Nhưng mà tôi đã phân tích cái đấy rồi, tôi cũng trả lời lại nữa. Tại sao phải dùng cái jQuery validate này để validate? Nếu không nhớ tôi sẽ không giải thích cái đâu, kệ cho các bạn. Cái đấy là thứ nhất là như này. Cái swap người dùng không làm ra thì họ sẽ không kiểm soát được cái đường dẫn vào cái game của họ như thế nào. Đây này, ví dụ các bài viết tôi đã demo rồi.
đừng nghĩ là sẽ bỏ đi được. Tóm lại là các em khi mà gặp vấn đề, các em phải tìm cách giải quyết chứ không phải là tìm cách bỏ nó đi. Sinh động cũng dùng Ajax để sinh ra được. Tôi sẽ hướng dẫn tí nữa đến cái phần tôi sẽ hướng dẫn các em là dùng Ajax để sinh nó ra, sinh cái request ra. Nhưng mà sinh ra động thì vẫn cứ phải check. Đây là điều bắt buộc thôi. Ai biết đâu được, ví dụ như kiểu là em có hai bài viết có trùng tên thì sao? Cái chuyện hai bài viết có trùng tên là chuyện rất bình thường trong một hệ thống. Ví dụ như em biết bọn kênh 14 này nó hệ thống nó như nào? Tôi nhìn thấy rồi. Tôi nhìn thấy cái phần quản lý phía trong rồi. Khi mà nó làm cái phần này này, cái phần phần bài viết này này, cái số lượng cộng tác viên của nó cực kỳ nhiều. Ví dụ như vợ tôi là cộng tác viên của bên NK, thì cái vợ tôi chỉ là một trong hàng trăm cộng tác viên của nó thôi. Thế vậy thì làm sao em chắc chắn được là sẽ không có hai bài trùng tên nhau, trùng đường dẫn, đúng không? Đó, đừng nghĩ là luôn luôn một website chỉ có một người viết, nó là hàng trăm người viết, hàng trăm cộng tác viên. Tất nhiên là cái Slack mình sẽ cố gắng sinh ra dựa, tự dùng công nghệ để sinh ra dựa vào tên bài viết, đúng không? Tất nhiên vẫn phải có cơ chế sinh tự động, nhưng mà sinh tự động anh nhìn đây này. Đây là cái cơ chế sinh tự động ra của thằng T14. Tuy nhiên nhưng mà sinh như này thì nó sẽ không tối ưu về SEO, đúng không? Nó sẽ dư cái này, máy tính, bọn robot Google nó chẳng biết cái này là cái gì cả, đúng không? Tất nhiên mình có thể làm được cách này, hay thậm chí là mình không cần phải validate. Tôi cũng có cách thể là sinh ra một cái URL dựa theo tên nó giống như thế này. Thêm một cái nữa là thậm chí là nó sẽ không bao giờ bị trùng nhau bằng cách tôi thêm một cái hậu tố nào đấy, nó sinh ra bằng micro time, tức là bằng số tích tắc, thì làm sao mà trùng được, đúng không? Nhưng mà tôi không muốn làm như vậy. Làm như vậy tất nhiên là chúng ta có thể giải quyết được vấn đề, nhưng mà giải quyết nó không triệt để thì giải quyết làm cái gì? Thế tùy em thôi, tùy chưa? Có thể làm theo cách của em hay làm theo cách của tôi thì tùy. Không ai, nói chung là về cái vấn đề đúng sai thì không ai nhận xét cả. Mình có thể có một vấn đề, mình có nhiều giải pháp. Được chưa? Bây giờ tiến đến cái việc check Slack nhá. Như sau. Trong trường hợp nếu tôi đẩy vào trong controller nhá. Làm cho nó thoáng. Chứ đẩy đây nhìn nó hơi vướng. Admin sửa game controller and a check Slack. Được chưa? Tôi sẽ tạo ra một cái hàm mới đây. Hip rồi quy trỏ đến ID mà nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì chúng ta rất dễ thôi. Chúng ta có biến cao bằng game 2.2.where slack bằng với cái rồi quy trỏ đến slack trỏ đến cao else vẫn là cái này and where thì chúng ta có thêm cái thằng where nữa, where id where not in nhỉ? Chờ tí nhá để tôi search. Đây, we're not in ID bằng với cái $RQ trở đến ID cao. Tiến hành là $result bằng
đô la cao mà bằng với công thì trả với chu, mà nếu không thì trả với phones, return, respond. Sun, Rizal. Được chưa? Ở đây logic này, đứa nào dịch cho tôi cái xem nào. Tại sao tôi lại viết như này? Quang. Wow. Ôi, bây giờ đọc code không đọc được ấy hả? Là như nào? Đọc đi, dịch đi, từng dòng một. Nhanh lên, từ chỗ con trỏ của tôi. Ờ, đúng rồi. Cao này là cao của cái gì? Cô lệnh nào? Cho ăn. Nếu cái câu lệnh SQL là gì? Cái gì mà điều kiện? Nghe nào? Có hiểu không phải không? Hả? À? Không biết à? Rồi nha, Quang nha. Vào trong phần vào trong phần Laravel này, search cho chữ Eloquent, không thì vào đây cho nó nhanh này. Vào phần database này, đây
vào phần vào trong tài liệu của nó nhá. Vào phần ilo quần này này. Thấy không? Thấy không? Nhìn thấy cái đoạn này không? Tìm được chưa? Bây giờ ông về nhà ông dịch hết toàn bộ những cái page này ra cho tôi. Dịch sang tiếng Việt. Buổi sau nộp lại viết giấy. Nhá. Nếu mà không dịch được á, tôi trả lại ông cho phòng đào tạo. Không có chuyện ngồi đây nữa đâu. Nhá, sang lớp khác học. Đến bây giờ không dịch được ilo quần nữa thì thôi chìm luôn. Được chưa? Qua. Buổi sau nhá, buổi thứ tư nhá. Tôi không biết ông làm cách nào. Dịch toàn bộ ra. Tất cả dịch sang tiếng Việt. Và thứ tư gửi lại tôi trên giấy. Và thứ năm. Nhá, làm cách nào là không có đủ thì đừng vào lớp. Nào tiếp tục. Trang này là như nào? Đếm gì? Chụp với cái gì? Rồi, ok. Thế eo. Đúng là đếm. Nhưng mà thêm cái này là như nào? Trùng cái slug, tuy nhiên là không trùng với cái ID kia. Rồi, ok, xong. Thì ở đây chúng ta có result là nếu mà cao bằng 0 thì trả về true, tức là được phép sử dụng. Và nếu mà cao bằng false thì sao? Thì là cao lớn hơn 0 hoặc là khác 0 thì là bị trùng rồi. Đúng chưa? Thì chúng ta respond nó. Bây giờ chúng ta thử nhá. Rồi tôi điền đường dẫn này. Ví dụ tôi viết một cái đường dẫn có rồi. Tôi viết cái đường dẫn có rồi này vào. Bạn thấy trả về gì đấy? Phone đúng không? Đúng không? Thế nếu mà tôi viết thêm một số nữa. Đúng chưa? Xong chưa? Thì là cái này là được phép sử dụng. Còn cái nếu mà chỉ có Nicolas không thì thôi thì là sẽ bị lỗi. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ update cái code JavaScript ở dưới. Đến đây xong chưa đã? Xong chưa các bạn? Xong chưa? Ở dưới này chúng ta sẽ update cái code này. Các bạn thấy ở trên này tôi có một cái biến check slug bằng true không? Ở đây tôi sẽ tiến hành như sau. Khi mà succeed thì tôi sẽ check slug bằng rest.result. Vì sao tôi chấm được cái result? Bởi vì đây các bạn xem cái dữ liệu trả về từ console log đây này. Các bạn thấy không? Nó là cái object. Và cái object này có cái thuộc tính result tên có giá trị là false hay bằng true gì đấy. Đúng không? Thì tôi sẽ được phép là ở trong jQuery này tôi sẽ được phép là .rest.result bằng true hoặc false và cuối cùng tôi tiến hành return là cái check slug này. Được chưa? Nếu mà false thì ở đây tôi sẽ viết vào đây một cái string là đường dẫn đã tồn tại. Vui lòng nhập đường dẫn khác. Và cái hàm này tôi cũng đổi thành check slug. Đổi thành check slug luôn. Ở dưới này tôi sẽ sửa lại thành check slug. Và tôi kiểm tra ở đây. Tắt đi. Pass. Đúng chưa? Không có gì xảy ra. Bây giờ tôi sẽ viết Lambert word whoop. Đường dẫn đã tồn tại, vui lòng nhập đường dẫn khác. Đúng chưa? Đến đây thêm 1, 2, 3. Pass luôn. Sửa lại đi. Lại lỗi. Đúng chưa? Cái gì? Refresh gì? Đây là trong trường hợp là update mới. Add mới thì refresh nó lại vào, lại về ban đầu. Còn nếu trường hợp em có thể làm như này,
edit. Được chưa? Đây. Vẫn như cũng không vấn đề gì xảy ra. Của nó mà, bởi vì cái này của nó có gửi đấy. Đó. Đó bà, lỗi rồi. Network này. Cái này của nó cũng bị nhỉ? Sao return false nhỉ? Rồi cái này thì từ từ để tôi check lại. Có gửi lên server mà. Clock này, gửi lên này. Một là cái này. Để tôi check lại nhé. We're not in. Cái này không đi cùng nhau rồi. Bên đây. Tôi viết lại cái hàm này, các bạn chờ tí nhé. Nếu mà if cái ID nó khác trừ 1. Tôi không sai. Nếu mà ID không, sai. Nếu mà ID khác trừ 1. Nếu mà ID khác trừ 1 thì kiểm tra. First này. Đây là cái để là chữ Molo. Nếu Molo khác luôn và thì khác chữ 1. Và từ bình tĩnh. Nếu mô đồ khác null và mô đồ chuẩn ID bằng cái này, chờ tôi chút để tôi check lại nhé. Sau cái we're not in này. Các bạn chờ tôi chút để tôi check lại. Đeo luôn chạy mà. Check slug.
Đây, check Slack này. Để xem respond cái gì. Game. Lỗi gì nhỉ? Nếu trong trường hợp ID nhỏ hơn 0 thì cao bằng game. Cái này thì đúng rồi này. Cái này thì đúng rồi. Nếu trong trường hợp ID mà khác 0 thì vẫn where slack. Where slack. Chờ đi nha, để tôi tìm lại cái where not in xem nào. À. Cái này là cái collection, nó phải là get như thế này. Get này. Bạn chờ đi để tôi check lại cái câu lệnh này. Tôi bị sai. Ồ, sao đi bằng 1 nhỉ? Sound from games where slack bằng string. Run ở đâu nhỉ? Ồ, có hai cái không ạ? Bảo sao mình bị lỗi. Các bạn này để ý này, tôi đang bị bất đồng bộ dữ liệu này. 2002 nó có cái T-Shore này, Nikolai. Thấy không? Tôi đang bắt buộc phải, à đấy, tôi nghịch mu tôi thêm vào đấy. Đúng không? Tôi phải sửa cái này đi. Đây là 5 đi. Rồi, bây giờ tôi chạy lại cái câu lệnh này. Đây còn một thằng nữa nhá. Nhá. Yeah. Rồi mình test lại. Thì đây rỗng rồi. Rỗng rồi. Đây tôi sẽ phóng cao. Rồi, vẫn thế. Đây, tôi sẽ giải thích lại này. Giải thích lại một chút nhá. Cái này thì không phải bàn nữa, đúng không? Cái này không phải bàn nữa.
Cái này chúng ta có, đầu tiên tôi sẽ có một cái biến tên là list game bằng game where slug, và tôi lấy hết ra, lấy hết ra ngoài nhá, được chưa? Lấy toàn câu lệnh này của tôi là select sound from game where slug bằng cái slug truyền lên, và lấy hết toàn bộ dữ liệu ra, được chưa? Sau đó tôi sẽ có cái list game, cái lại một cái biến list game bằng cái list game trỏ đến where not in. Cái này là một cái hàm ở trong Laravel, nó hỗ trợ cho collection. Đây, ví dụ collection ở trong này nó là như này, có một collection như này. Sau đó chúng nó sẽ có collection where not in price nằm là từ 150 đến 200. Cứ 150 và 200 thì nó bỏ đi. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ được, cái này nó gán lại cho biến filter, thì filter trỏ đến all thì nó sẽ còn lại hai thằng nó không nằm trong hai cái khoảng này, là hai thằng 100. Đúng chưa? Thì ở đây tôi sẽ có cái list, cái biến list game này bằng cái list game trỏ đến where not in, cái ID này nằm trong là thuộc về cái ID truyền lên. Đúng chưa? Cái ID này là ID số 1 truyền lên đấy, bỏ qua. Sau đó tôi sẽ tiến hành có một cái biến cao bằng cái cao, bằng cái TP cao của cái list game này. Thì nếu mà trùng rồi, nếu bị trùng rồi nó sẽ bỏ qua cái ID kia. Đúng chưa? Thì ở đây nó sẽ là bằng 0. Đúng chưa? Thì và tôi tiến hành là return cao này true hoặc false, thì nếu mà cao bằng 0 thì trả về true, còn nếu mà cao bằng lớn hơn khác 0 thì bằng false. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ trả lại cho các bạn cái này. Ví dụ thằng T-Saw này. Đúng chưa? Chính bản thân nó check thì nó sẽ không bị dịch gì cả. Đúng không? Chính bản thân nó kiểm tra của nó thì sẽ luôn luôn trả về true. Đúng chưa? Tôi thử bao nhiêu lần thì cũng thế thôi. Ví dụ tôi xóa bớt đi một cái, vẫn là trả về true này. Tôi thêm một cái nữa, số 5 này vào nữa, thì vẫn cứ là true thôi. Nhưng mà bây giờ tôi B của một thằng khác tôi vứt vào, B của một thằng, ví dụ thằng này, B của thằng này tôi đưa vào đây, nó sẽ trả về lỗi. Đúng không? Chỉ cho đây trong trường hợp update mà các bạn. Update thì nếu trong trường hợp người ta giữ nguyên cái URL thì vẫn phải để cho người ta giữ chứ. Đúng không? Trừ khi là update URL của bài 1 sang URL của bài 2 thì mới báo lỗi. Đúng chưa? Còn nếu mà nó vẫn giữ nguyên cái bài viết của nó thì không vấn đề gì cả. Được chưa? Còn trong trường hợp mà tạo mới thì bất kể là cái đường dẫn của nó là nằm trong bất kỳ bài nào đã tồn tại rồi thì báo lỗi luôn, bởi vì nó đâu có ID đâu. Đúng chưa? Đó, thì đây là chúng ta sử dụng Ajax và sử dụng additional method để tiến hành là validate, gần như là validate real time đấy. Mỗi một lần chỉnh sửa gì lại gửi lên một lần nữa để validate. Được chưa nhỉ? Đây là sử dụng Ajax là một để tiến hành validate dữ liệu về code slug của chúng ta. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta có thêm cái phần này, additional method. Cái này nó là cái mà hôm trước tôi bắt các bạn viết vào đấy. Các bạn còn nhớ khi mà tôi thêm cái thư viện là jQuery validate vào, nó sẽ có thêm một cái file là ngay thêm một ngay sau cái jQuery validate đấy. Đó là cái file là additional method. Đúng không? Đúng nhá. Đó, thì phải thêm cái file đi vào thì mình mới làm được cái việc này. Được chưa? Lưu ý nhá. Rồi. Đấy, bài học năm nay chúng ta chỉ có vậy thôi. Thứ nhất là chuyển toàn bộ những cái code logic ở trong round vào trong controller. Cái thứ hai là cập nhật cái phần validate bằng jQuery của chúng ta, jQuery validate của chúng ta lên. Tôi viết thêm một cái đoạn add method ở trong jQuery validate vào, và tôi sử dụng Ajax. Tôi vào sử dụng Ajax để validate thêm dữ liệu của chúng ta. Cái Ajax này nó còn dùng rất là nhiều thứ nữa chứ không phải chỉ có mỗi cái này đâu nhá. Nó dùng rất là nhiều. Muốn lấy dữ liệu gì mà không ảnh hưởng đến cái giao diện chạy hiện tại của chúng ta thì chúng ta dùng Ajax. Được chưa? Đó. Hôm nay chúng ta chỉ học thế thôi. Buổi sau tôi sẽ tiếp tục validate bằng middleware của chúng ta ở phía server, làm việc phía server luôn. Được chưa? Ngày hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi. Tôi sẽ đẩy code lên. Về nhà các bạn làm cho tôi về phần danh mục, thêm sửa xóa danh mục và validate nó. Nó xem như này thôi, nhưng mà cố gắng tự làm thì các bạn mới nắm được và sau này các bạn mới đi làm được, chứ đừng có đi chép của người khác.
tôi chỉ cho các bạn cái thứ tham khảo. Tham khảo ý nghĩa là mình cứ làm đến đến cái đoạn nào mình không thể mần được nữa, mở ra đọc lấy gợi ý, chứ không phải là chép y nguyên lại. Chứ thực ra cái này bê nguyên này, toàn bộ cốt từ bên này vứt sang bên kia vẫn chạy mà, sửa mỗi cái tên bảng thôi, được chưa? Lưu ý nhá, tôi đẩy cốt lên rồi, bây giờ tôi sẽ tắt cái video đi.